Rồi, chào tất cả anh em. Thì hôm nay tôi chia sẻ với các anh em về cái quy trình bón phân cho cây mai trong năm 2020. Trong cái giai đoạn nó phát triển cành nhánh. Tức là cái giai đoạn đầu tiên anh em. Giai đoạn đầu tiên ha, phát triển cành nhánh. Thì cái đây là cái cách thức tôi làm và cách thức bón phân của tôi ha. Tôi sẽ nêu ra cái cách thức của tôi thôi. Còn anh em có thể tham khảo và anh em có thể thử nghiệm. Thì trước hết á, thì tôi cũng báo trước anh em ha. Đây là cái clip dài nha. Tại vì rất nhiều nội dung. Do tôi cũng đáp ứng các yêu cầu của các anh em. Nên cái clip này nó hơi dài. Thì đối với anh em nào mà biết rồi thì có thể xem cho vui ha. Còn những anh em nào mà nóng tính, không có kiên nhẫn thì cái clip này không có thích hợp với các anh em ha. Cái clip này chỉ thích hợp với những anh em mới, những anh em trồng một vài cây nhà chơi, những anh em đang tìm hiểu cái cách thức chăm sóc cây mai. Hôm nay tôi sẽ nêu ra cái cách thức của tôi bón phân trong cái giai đoạn phát triển cành nhánh. Thì cụ thể trên màn hình có các anh em thì có ba cái nội dung. Tôi sẽ lập ra một cái sơ đồ. Thì từ những cái sơ đồ này thì tôi sẽ phân tích để anh em có cái hình dung ha. Và tôi sẽ đưa ra những cái loại phân, loại thuốc cụ thể theo cái từng loại luôn. Đó là giới thiệu cho anh em cái nhãn hiệu ha. Để anh em có thể là tìm kiếm mua những cái loại giống như vậy hoặc là những cái loại tương tự. Không nhất thiết phải giống ha, loại tương tự. Đó thì trước mắt anh em á là cái sơ đồ ha. Thì để mà thực hiện các bước từ tháng 2 cho đến giai đoạn tháng 5 thì tôi tạm thời là nó tới tháng 5 trước đã ha. Cái cách thức tới tháng 5 đã để cho anh em hình dung đã. Còn từ tháng 6 đổ đi tôi sẽ tiếp tục chia sẻ anh em những clip sau ha. Đó thì để mà thực hiện các bước này á thì trước đó các anh em phải xử lý trước các bước, tức là phục hồi cái mai sau Tết đó anh em, tức là trong cái tháng giêng ha. Trong cái tháng giêng thì chúng ta phải xử lý một số cái vấn đề mà chúng ta phải làm, đó là tức là xử lý rễ, xử lý rễ anh em. Thì đó bên cái phía mà bên tay trái này, đây cái xử lý rễ và giá thể, cái xử lý rễ này ở đây á là các anh em phục hồi cái mai sau Tết ha. Đối với những cây mai mà nó cần thiết phải xử lý rễ, cắt rễ, thu rễ. Còn đối với những cái mai mà không có thu rễ, không có thay chậu, không có bấm tỉa rễ thì chúng ta cũng có cách xử lý. Thì cách xử lý này như thế nào thì các anh em tham khảo trong cái clip trước tôi đã chia sẻ anh em ha. Thứ hai là cái giá thể. Cái ta giá thể là cái chất trồng đó anh em. Thế này phải xử lý trước ha. Tức là cái giá thể này nó phải thông thoáng, nó tươi xốp ha, không có lèn ha. Đó, thì tôi cũng có clip trước chia sẻ các anh em rồi. Các anh em muốn tham khảo thì các anh em cứ vào cái trang YouTube của tôi ha. Cái cách thức vào anh em. Thì tôi sẽ chia sẻ các anh em cái cách thức để vào, cho anh em tìm kiếm cho các anh em xem ha. Rồi đó cái cách tìm sao anh em, cách mà vô trong cái trang cái kênh của tôi á để anh em tìm, anh em xem anh em. Đây ha, ví dụ trên cái video anh em đang xem nè, anh em thấy cái dòng phía dưới này nè ha, dòng phía dưới có cái bông mai này nè, đó anh em sẽ nhấp vô cái dòng này, nó vô dòng này đó, thì lúc này nó sẽ hiện ra một cái trang tổng hợp nè. Đó, rồi anh em để ý trên phía trên ha, có các hàng ở trên nè, có thẻ trang chủ nè, thẻ video nè,
anh em nhấp vô cái thẻ video đó. Khi mình em nhấp vào thẻ video là nó ra hết tất cả những cái video của tôi đã đưa lên trên YouTube, trên YouTube đó. Đó, đưa lên toàn bộ đây. Thì trong này ấy, thì tôi cũng đã chia sẻ với các anh em rồi, nhiều cái kỹ thuật phục hồi cái mai vàng sau Tết nè, là nhiều nhiều kỹ thuật ha, đó những kinh nghiệm chia sẻ với anh em nè, rồi kể cả có cái clip về xử lý chất chồng luôn nè, xử lý chất chồng luôn nè, rồi bấm tàn thu tàn luôn nè, xử lý đáy chậu luôn nè ha, xử lý rễ luôn, cũng có xử lý rễ luôn ha, rồi đó thì các cái cách mà chúng ta tìm kiếm cái chia sẻ của tôi về cái cách thức này thì anh em có thể tham khảo thêm ha. Thì tiếp theo nữa là cái theo cái sơ đồ này á, thì theo cái lộ trình của cái năm 2020 này á, là nó có 2 tháng 4 lên em ha, 2 tháng 4 thì cái trong giai đoạn này á, đây từ đây đây là tháng 4, đây là tháng 4, thì trong cái giai đoạn này nè, chúng ta có thể là bấm tỉa thu tàn hoặc là lặt lá giữa năm ha. Đây cái giai đoạn này lặt lá giữa năm nè, lặt lá đó, lặt lá thu tàn này kia ha. Đó cái giai đoạn đó là chúng ta phải lặt lá thu tàn, cái đó là cách thức của tôi ha, còn mỗi người mỗi khác, đó là cái việc cái công việc của tôi làm, tôi nêu ra để các anh em tham khảo. Rồi đầu tiên á là về cái phân phân hữu cơ, chúng ta bàn về cái phân hữu cơ trước nha, tại vì cái phân này có quan trọng hơn phân vô cơ này. Trong đầu tháng 2 là chúng ta có thể là sử dụng tưới cái phân hữu cơ đầu tiên ha, vì trong cái đầu tháng 2 này nè thì đa phần là các cái mai nó đã đâm tược thành thục, mặc dù cái tược đầu tiên nhưng mà nó đã chuyển màu già lại, thì chúng ta cũng đã có thể tưới tưới cái thằng phân hữu cơ rồi ha. Đây cái loại phân hữu cơ muốn chia sẻ các anh em đây, cái phân hữu cơ này nè, cái phân hữu cơ này tôi cũng đã chia sẻ các anh em rồi ha. Đây là cái phân hữu cơ mà tôi đã thực hiện bón và tưới cho nó, tưới tức là tưới đó ha. Phân hữu cơ này tôi cũng đã giới thiệu với anh em rồi, cái cách thức tưới tức là một nắp này, anh em pha cho 5 lít nước và anh em tưới ướt đều cái mặt chậu ha, khoảng chừng tưới khoảng chừng từ 1 lít nếu mà mặt chậu 50 60 ha, còn nhỏ hơn chúng ta có thể giảm bớt đó. Thì một nắp này chúng ta có thể tưới được 5 cây đối với mặt chậu khoảng 50 60 ha. Đó. Đó là cách thức. Rồi cái cách thức tưới là cứ các anh em cứ nửa tháng các anh em tưới một lần. Cứ nửa tháng 2 tuần đó, tức là 2 tuần nhưng mà tưới một lần. Đó biểu biểu hiện trên cái dấu này nè anh em. Những cái dấu này là những dấu tưới phân nè ha. Tới lúc chúng ta tưới phân, tới lúc mà tôi tưới á, được để chúng ta dễ nhớ, cứ chủ nhật là tầm nửa tháng đó ha, 14 ngày 14 ngày ha, là ta tưới một lần, tưới suốt luôn anh em. Rồi cái đó là cái phân hữu cơ ha, phân hữu cơ mà cho dạng nước ha. Đó, ngoài ra thì chúng ta có kết hợp với phân hữu cơ để chúng ta rải, phân hữu cơ rải mà tôi đang sử dụng đó là phân dynamite anh em. Dạng phân dynamite này nè. Đó. Phân dynamite này nó dạng từng viên vậy nè. Đó. Thì tôi đang sử dụng cái phân dynamite này hoặc là phân gà. Phân gà mà ta đã xử lý, người ta đóng gói sẵn này nè. Ha, bằng giai đoạn đầu năm này chúng ta chỉ dùng sử dụng phân hữu cơ này là được rồi. Đây, phân hữu cơ dynamite. Hoặc nếu mà chúng ta mua được cái phân rig đó, người ta gọi là phân rig đó, phân gà đó, ha, tại vì cái phân dynamite này nè nó cũng chiết xuất từ 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 cái phân gà là chính ha. Còn không thì cho nên em có thể mua là phân hữu cơ mà nếu mà là phân hữu cơ dạng phân gà là càng tốt ha. Đó thì cái loại phân mà chiết xuất từ phân gà nó thích hợp cho cây mai, thích hợp cho bộ rễ cho cây mai lắm. Thì tôi sử dụng như vậy đó, tôi sử dụng loại phân này ha,
chia sẻ các anh em đó, để cái cách thức để thực hiện rải cái này á, là anh em cứ 2 tháng anh em rải một lần, 2 tháng em rải một lần, rải theo từng chõm, từng chõm trong từng lỗ trong cái sát thành chậu. Sát thành chậu thì chúng ta rải từng mỗi lần rải mỗi mỗi lỗ thì chúng ta khoảng chừng 1 muỗng cà phê vậy anh em. Cứ cách 10 phân chúng ta rải cục 10 gõ như muỗng cà phê vậy nè. 10 15 phân chúng ta rải sát thành chậu, sát thành chậu á. Để chúng ta tưới sẽ đã thấm từ từ xuống. Tôi ví dụ ha, để tôi lấy một cái cây nhỏ tôi ví dụ anh em. Đối với cây nhỏ thì chúng ta rải ít hơn ha, cây lớn thì tôi rải nhiều hơn. Ví dụ đây anh em, tôi đã chuẩn bị sẵn một cái cây để chia sẻ các anh em nè. Đó, thì việc chúng ta rải phân đối với phân hữu cơ này ha. Đây, tôi sử dụng cái phân hữu cơ là dynamic nè. Các anh em mua được cái phân của phân hữu cơ dynamic của Úc á, thì càng tốt ha. Đây, anh em bới sát thành chậu nè, bơi sát thành chậu, khui khui ra, khui xuống, rồi chúng ta rải. Đó, khoảng chừng nếu cây nhỏ này khoảng chừng 3-4 hột nó rải ha, rải xung quanh này nè, đó như cái chậu này khoảng chừng 4 lỗ là được rồi ha, 4 lỗ rồi, 4 lỗ rải. Còn cái lớn hơn á, cây lớn hơn này, thì cứ 15 phân, cứ 15 phân là chúng cứ 15 phân, tầm 15 phân á sát cái thành chậu, anh em moi xuống khoảng chừng 5 phân, anh em rải cái phân hữu cơ này xuống. Khoảng chừng 1 muỗng cà phê một lỗ ha. Cứ 1 tháng anh em xin lỗi, cứ 2 tháng anh em rải nó một lần. Đó, cứ vậy thôi nè. Là khi nó chúng ta tưới á, nó sẽ thấm xuống từ từ ha. Thấm xuống từ từ. Rồi cái đó là cái việc chúng ta sử dụng cái phân hữu cơ, phân hữu cơ cho cây mai ha. Còn đối với cái phân mà phân bón mà vô cơ thì trên cái màn hình anh em quan sát nè ha, đối với cái ngày mà bón phân vô cơ này tôi ghi cho mày trên đánh dấu trên màn hình nè, là biểu hiện bằng những cái dấu gạch này ha, dấu gạch này nè đó, cứ mỗi dấu gạch là một cái thời điểm chúng ta chiếu thẳng lên bên trên ha, để chúng ta căn cứ cái thời gian, nên là tôi căn cứ cái thời gian đó anh em, cái cách thức của tôi đó ha, để chúng ta tưới bón. Ở đây là chúng ta nói là bón thôi chứ thực tế là chúng ta tưới đó ha, chúng ta hòa loãng chúng ta tưới. Trên cái màn hình này, anh em quan sát nè, cái ngày mà chúng ta tôi tưới phân hữu cơ này nè, phân vô cơ này nè, là không trùng với một cái thời gian nào hết ha, không trùng với cái thời gian tưới phân nào hết á. Đó, tức là nó cách ly những cái thời gian tưới phân hay là xịt thuốc khác là ít nhất 1 tuần ha. Đó, tức là từ đây là từ tháng 2 tới tháng 3 nè, nó khoảng chừng 4 tuần ha. Đó, đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng, là cuối tháng là có nghĩa đầu tháng 3 đó ha. Ví dụ đó thì giữa các lần đầu tháng và giữa tháng thì khoảng chừng ở giữa cái giai đoạn đó là chúng ta tiến hành bón cho nó, không có trùng lắp những cái thời gian này ha, nhất đặc biệt là trùng lắp với cái thời gian xịt thuốc, không 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 nên trùng lắp ha. Rồi cái việc bón này nha, tôi chia sẻ với anh em là cái loại phân phân vô cơ này nè, loại phân NPK nha, phân phân NPK. Thì phân NPK này á thì anh em cứ chọn cái loại nào mà có cái hàm lượng đạm cao, ví dụ như phân NPK mà 30 10 10 hoặc là phân NPK 10 16 10, tức là 10, 10 xin lỗi 16 16 6 16 6 rồi hoặc là NPK mà 19 8, nói chung là miễn sao là NPK có cái thành phần đạm cao. Đây tôi đang sử dụng cái phân NPK này, NPK có hàm lượng đạm cao, đạm tới nó 19 lần ha, 19
nó cao hơn các phân cái hàm lượng lưng và kali. Đó. Nhưng mà phải nên xài sử dụng NPK ha, tôi đang sử dụng phân NPK này. À, phân NPK này thì chúng ta pha loãng, cứ một muỗng cà phê chúng ta pha cho 5 lít. À, một muỗng cà phê đầy ha, hoặc là một muỗng muỗng ăn cơm của chúng ta múc một muỗng ăn cơm ngang 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 miệng thôi, vơi vơi á. Rồi anh em pha cho 5 lít. À, quậy tan trong 5 lít anh em tưới. À, tưới thì tưới ít thôi, cứ mỗi cây chúng ta tưới khoảng chừng nửa lít. Mỗi cây nửa lít. À, thì đối với phân vô cơ này nè, thì theo cái cách thức bón, cái chế độ phân á, thì trong giai đoạn phát triển cành nhánh thì theo cái công thức, theo cái lý thuyết á, thì chúng ta bón chỉ hai ba lần thôi ha. Nhưng mà trên cái thực tế thì đối với tôi bón á, thì tôi chia nhỏ nó ra thành nhiều lần, tức là khoảng chừng nửa tháng là tôi tưới nó một lần. Đó, đối với cái chế độ bón phân này á ha, đó thì cứ là giữa giữa các đợt xịt thuốc khác ha, không có trùng lắp ha. À, ví dụ như ví dụ tôi ở đây một tháng ha, chủ nhật nè, thì đúng với cái ngày chủ nhật với dưới này á, là tôi sẽ tưới phân nè, phân hữu cơ nè. Ví dụ chủ nhật đầu tháng, chủ nhật này tôi tưới phân hữu cơ nè, chủ nhật tuần tiếp theo tôi tưới phân vô cơ nè, rồi tiếp theo chủ nhật này tôi tới phân hữu cơ nè ha, tiếp theo chủ nhật tôi tới phân hữu cơ, vô cơ nè, đó cứ so le như vậy. À, là chúng ta cứ quy trình cứ suốt như vậy đến tháng 5. Còn qua tháng 6 thì tôi sẽ có cái clip chia sẻ tiếp ha. Rồi đó là cái việc chúng ta bón phân, cái phân vô cơ cho nó. Rồi, tiếp theo nữa là cái việc xịt thuốc. Đó, xịt thuốc ở đây á, là có quả là xịt phân ha, xịt phân phân bón qua lá nè, rồi xịt thuốc ngừa bọ trĩ nè, sâu nè, và xử lý những cái cây nó bị vàng lá ha. À, thì đối với cái việc xịt thuốc này nè, chúng ta có thể là trên cái sơ đồ chúng ta tôi á, là tôi xịt là giữa giữa tháng, cứ rằm là tôi xịt anh em, cứ rằm là tôi xịt ha, cứ khoảng giữa tháng là xịt, dao động khoảng giữa tháng, khoảng chừng giữa là rằm đó nè, tầm rằm rằm tới cái thời gian giữa tháng rằm là chúng ta xịt. Đó, thì để tôi lập ra một cái cách vậy để tôi dễ nhớ, tôi không có bị quên anh em. Đó, còn cái loại thuốc cả phân bón lá thì tôi chia sẻ các anh em như sau. Đó, phân vô cơ mà xịt qua lá đó ha, thì đây tôi đang xài cái loại này 30 10 10. Rồi trong khi xịt thì chúng ta trong khi xịt thì tôi sẽ kèm theo cái các loại thuốc sâu. Đó, đối với thuốc sâu á thì chúng ta sử dụng ít nhất phải hai loại ha, hoặc ba loại. Đó, để trở lên để chúng ta luân phiên ha. À, tức là cái teo sơ đồ anh em nè, theo cái sơ đồ xịt nè ha. À, thì đối với xịt phân thuốc này nè, chúng ta có thể kết hợp pha chung hai thứ để chúng ta xịt một lần đỡ mất thời gian ha. Rồi việc pha đối với cái phân bón lá này nè, bón qua lá này chúng ta pha bằng 50% cái lượng sản xuất người ta hướng dẫn ha, sản xuất người ta hướng dẫn. Còn đối với thuốc sâu thì chúng ta pha đúng cái liều lượng của nhà sản xuất người ta hướng dẫn ha. Rồi chúng ta phải kèm hai cái này để chúng ta xịt. Tuy nhiên á, trên cái thời gian thực tế, trên cái sơ đồ này nè, thì nó là ở giữa tháng. Tuy nhiên chúng ta có thể tùy theo cái cây mà chúng ta có thể dời lên dời xuống một vài ngày để cho nó phù hợp. Tại sao chúng ta dời anh em? Ví dụ như cái lúc mà nó đang chuẩn bị đâm chồi ở cái giai đoạn này nè, đang chuẩn bị đâm chồi thì chúng ta xịt trước cho nó, tức là chúng ta có thể dời trước nó là 3 ngày nọ 5 ngày để chúng ta canh cái đợt chồi, đừng cho bọ trĩ nó ăn, nó xịt kèm theo thuốc bón lá luôn ha. Rồi sau khi mà cái đợt lá đó nó chuyển sang màu già, chúng ta tiếp tục xịt nó một lần, chúng ta có thể dời lên dời xuống.
tùy theo cái lá của ta ha. Chúng ta canh xịt lúc cái lá đã đang chuẩn bị đâm tược, mới đâm ra, chúng ta xịt trên cái cách thức của tôi là cứ nửa tháng một lần. Tuy nhiên chúng ta có thể dời lên hoặc dời xuống 5-3 ngày ha, để chúng ta canh cái thời gian mà nó bung lá ra, để chúng ta ngừa liền cái bọ trĩ ha. Bọ trĩ thì anh em cố gắng là chọn những cái loại thuốc nào mà nó diệt bọ trĩ ha, đặc trị bọ trĩ cũng được anh em. Vì khi mà chúng ta diệt được bọ trĩ thì đương nhiên sâu nó sẽ chết ha, sâu nó dễ chết hơn bọ trĩ mà, nên chúng ta chọn cái loại nào mà nó kết hợp luôn anh em. Tức là chỉ xịt thuốc bọ trĩ, xịt bọ trĩ là sâu nó chết luôn ha. Và chúng ta chọn những cái loại nào mà nó ít nồng độ ha, nó đỡ đỡ độc hại cho chúng ta. Đó là cái cách thức của tôi tiến hành xử lý và bón phân và xịt thuốc cho cây mai trong cái giai đoạn từ tháng 2 cho đến kết thúc tháng 5. Và chú ý ha, trong cái giai đoạn mà tháng 4 này nè, khoảng giữa tháng 4 đầu tiên nè, đến cuối tháng 4 đầu tiên nè, thì chúng ta tiến hành lặt lá hoặc thu tàn ha, khoảng chừng tầm 1 tháng này nè anh em. Là chúng ta tiến hành thu tàn hoặc lặt lá. Nếu cái tàn nó lùm xùm thì anh em có thể bấm tỉa, bấm tỉa tương tự như cái lúc mà sau Tết chúng ta bấm ha. Tuy nhiên á, chúng ta bấm chúng ta khoảng chừa lại khoảng chừng 30%, 2 đến 30% cái lượng lá bên trong ha. Bên trong cái gừng thân á, gừng những cái cành lớn bên trong nó có những cái lá bên trong á, thì chúng ta chừa lại ha. Vì trong cái giai đoạn này nè, cái thời gian nắng gắt rất là nhiều. Nếu mà chúng ta không chừa lá lại á thì nó làm cho cây mai bị ngợp ha. Nếu mà không chừa lá thì anh em buộc phải che nắng. Còn anh em chừa khoảng chừng 30% cái lượng lá thì anh em không cần chừng che nắng. Để cho nó thiết kế lại một cành nhánh mới hoàn toàn ha. Mới hoàn toàn để cho nó kịp bông trong cái dịp Tết, chứ không nó sẽ nở sớm. Còn đối với một số người người á, người ta sử dụng cái phương pháp bón phân có hàm lượng đạm cao trong giai đoạn tháng 5 và tháng 6 tiếp tục ha. Tuy nhiên á, đối với phương pháp cái cách thức làm của tôi là tôi lặt lá và thu tàn, bấm tỉa chỉnh sửa tàn để cho nó thiết kế một cành lá mới ha. Sau khi mà chúng ta bấm tỉa thu tàn á, thì chúng ta tiếp tục sử dụng cái công thức này để chúng ta bón tiếp ha, bón tiếp. Mà chúng ta có thể là sau khi mà lặt lá xong này nè, chúng ta có thể là sử dụng N3M ha, sử dụng N3M để chúng ta tưới kèm với lại phân hữu cơ nè, phân hữu cơ nè, N3M nè, N3M đó. Chúng ta kèm với phân hữu cơ đó chúng ta tưới tưới 1 hoặc 2 lần để chúng ta kích thích cho nó đâm tược tiếp theo. Thì N3M đây nè, đây hũ N3M ha. Này chúng ta cứ pha 1 muỗng cà phê, pha 4 lít 5 lít chúng ta xịt đơn giản là thôi anh em. Pha kèm theo cái phân hữu cơ này nè, chúng ta tưới tưới ha. Và nếu chúng ta phun luôn á thì phun độc lập ha, phun độc lập đó, thèm kèm theo thuốc bọ trĩ cũng được, không phun độc lập cũng được đó. Rồi đơn giản thôi anh em. Tưới và phun luôn đây, phun đây cái giai đoạn này ha, giai đoạn này xịt nè, đó xịt nè, nó cộng thêm cái N3M vô đây. N3M vô đây. Còn cái giai đoạn mà lọc chi ha, cái thời gian lọc chi là khoảng chừng đây thời gian này lọc chi anh em. Tức là những cái sau mà trong khi chúng ta phục hồi cái mai sau Tết này tới cái tháng 2 này, nó ra được một cây đọt nè, qua tháng giữa tháng 2 nó có thể ra được 2 hoặc 3 cây đọt, thì lúc đó chúng ta lọc chi ha. Lọc chi là lọc những cái chi nào mà nó không cần thiết, hoặc là những cái chi nó trùng lắp, nó không có lùm xùm cái cây, những cái chi nào cần thiết chúng ta để. Và thậm chí những cái chi mà nó dài quá, nó dài nó đâu, ví dụ như 7-8 cái mắt lá thì chúng ta chừa lại khoảng chừng 3 tới 4 cái mắt lá, 5 mắt lá thôi ha. Đó là cái cách là lọc chi đó.
Đó là cách thức chăm sóc cây mai của tôi, chia sẻ với các anh em ha. Thì đối với cái bệnh vàng lá anh em, thì tôi cũng có clip chia sẻ với các anh em rồi, thì anh em có thể mở lại để anh em xem tham khảo. Đây đây nè anh em, đó năm nguyên nhân dẫn đến vàng lá này ha. Thì để chúng ta xử lý những cái mai mà chúng ta của chúng ta nó bị vàng lá ha. Đó, trong đây có nhiều cái loại thuốc nè để xử lý nè, và cách thức để chúng ta xử lý luôn ha, cách thức để chúng ta sử dụng thuốc luôn đó, thì các em tham khảo thêm ha. Đó thì đó là theo cái video á, là có 5 cái trường hợp mà dẫn đến vàng lá đó, và cách thức xử lý ha. Còn đối với cái việc mà chúng ta xịt cái bổ sung vi lượng này nè, đây là cái loại mà nó cũng tương tự như cái loại trong video đó ha. Thì khi mà chúng ta xịt cái thuốc vàng lá này nè, kèm theo thuốc sâu, thuốc bổ trĩ đó ha, thì chúng ta không pha kèm theo cái này nha. Nếu mà chúng ta không xịt cái này thì chúng ta xịt phân bón lá kèm với thuốc sâu, mà khi chúng ta xịt kèm cái này với thuốc sâu thì chúng ta lại ngưng cái thằng này, tại vì cái đây nó cũng có nhiều thành phần tương tự như trong cái phân bón lá kia, tuy nhiên nó có nhiều vi lượng hơn thôi, nó vẫn tốt rồi, chúng ta không thể xịt được cái này ha. Còn chúng ta xịt cái này chỉ được nên xịt 2-3 lần thôi ha, đừng xịt nhiều quá. Rồi khi nó hết vàng lá thì thôi, mà khi nó ra được những cái đợt tược mới thì nó sẽ hết ha, nó sẽ giảm, nó sẽ hết từ từ, không hết, không phải là xịt phát nó hết ngay đâu nè, hết từ từ ha, ra những cái đợt tược mới thì nó sẽ hết. Đó thì chung quy lại thì chúng ta cần có những cái thành phần, còn những cái loại phân bón như sau. Thứ nhất là phân hữu cơ dạng nước để chúng ta tưới. Thứ hai là phân hữu cơ dạng viên để chúng ta rải, hoặc là dạng bột ha. Phân này phân dynamite hoặc là phân gà, phân rig đó của tôi đang xài đó ha. Thì chúng ta rải. Thứ ba nữa là phân bón qua gốc để tưới á, phân NPK nè. Tiếp theo là phân bón qua lá để chúng ta xịt nè, cái loại tôi đang xài loại này ha. Cái này NPK có thành phần đạm cao nha. Rồi tiếp theo nữa là cái chúng ta có cái thuốc trừ sâu có ha. Rồi tiếp theo là phân bón vi lượng, bổ sung vi lượng nếu cái mai nó bằng lá ha. Rồi còn tiếp theo nữa là cái thuốc cấp 85 để chúng ta ngừa những một số loại nấm ha, trị một số loại nấm trong cái dạng mùa nắng ha. Còn chủ yếu là nấm hồng anh em, giai đoạn này là chủ yếu nấm hồng thôi. Còn ngừa rộng hơn á, thì để trong giai đoạn mùa mưa chúng ta tôi sẽ giới thiệu các anh em thêm những một số loại thuốc ha. Còn cách thức sử dụng thì trong cái clip mà nguyên nhân dẫn đến vàng lá đó, và tôi đã có clip chia sẻ anh em sử dụng cái cốc 85 này nè ha. Đó thì cách thức vô cái để tìm kiếm á, thì vô cái kênh của tôi để tìm kiếm á, thì các anh em cứ theo cái cách tìm kiếm vô để anh em xem, anh em tham khảo ha. Đó nó vòng vòng chỉ có nhiêu đây thôi anh em. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thêm cái chuẩn bị thêm cái phân cái dạng dưỡng rễ nè, N3M ha, chuẩn bị thêm đó. Rồi đây, các anh em có thắc mắc gì thì cứ comment, và anh em chúng ta trao đổi tiếp ha, anh ta đổi tiếp. Còn khi anh em xem thấy hay thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ, và anh em nhấn nút chuông ha, để khi tôi đăng tải những cái video mới nhất thì anh em sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất. Rồi, một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại anh em.